nhỏ này Hà Tiễn gì, Hà Tiễn kỳ cục. Ờ bây giờ bệnh mà bệnh gì kỳ cục chứ bệnh mà. Tao nói cho mày nghe, tao bây giờ trên 50 rồi, phải scan đủ thứ. Nào là CT scan rồi MRI. Phải chạy qua một cái máy ha, mà từ đầu tới chân là nó biết mình bệnh gì hết. Nhưng mà ngắt cái bên Mỹ bây giờ nó khó khăn lắm. Bảo hiểm á thì phải chờ, hẹn lâu lắm. Mà tiền mặt thì tao không có đủ. Anh khám bên Mỹ làm chi? Sao? Cho bây giờ ai người mấy người mà có tiền á, Việt Kiều rồi gì người ta về Việt Nam mình nghe Bình Tân nè, có cái bệnh viện lớn xịn lắm. Bệnh viện Bình Tân lớn lắm hả? Ờ. Bệnh viện gì? Bệnh viện CI hết. Nghe tên thấy ghê vậy mày. CI có nghĩa là chữa bệnh sẽ hết đó. Đây nè, hôm bữa vợ chồng em mới kéo khám nè. CI. Trời hết. Ơi bà ơi, CIH có nghĩa là City International Hospital. Thấy chưa? Mày đọc cái gì xe hết vậy? Ai biết? Thì quốc tế City. Trời ơi, tôi đâu có biết anh văn đâu. Tôi thấy chữ cờ nè, chữ Y nè, chữ H nè. Tôi đọc là CI hết, chữa sẽ hết đó. Hay lắm cái bệnh viện này. Đồ ơi, đồ xịn, công máy móc của Singapore, Nhật Bản. Đó, mà quan trọng là nó tọa lạc ngay Bình Tân luôn. Đây, 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 đây. Hả? Bệnh viện quốc tế City nè. Tọa lạc tại khu y tế kỹ thuật cao. Đúng rồi. Hoa Lâm, Sài Gòn, Việt Nam. Với phương chấm nè. Phương chấm gì? Tất cả vì người bệnh. Đó. Nghe nè, bữa vợ chồng con cái em vô, chồng xếp hàng chụp toàn thay hết rồi. Cái gì? Chụp toàn thân cái gì toàn thay, mày nói thì ghê. Tại cái này nó toàn thân là chứ chụp hình bình thường, còn này nó scan đâu trong người mình luôn. Vậy hả? Bệnh gì là lòi ra hết, máy móc hiện đại như là bên nước Mỹ của anh đó. Vậy hả? Ngon. Ê, hả? Cái gia đình mày đi chụp chắc đỡ tốn tiền lắm á. Sao vậy? Bị vợ chồng mày mỗi đứa có thứ mốt mà nằm chồng lên nhau chụp một lúc. Chụp kia 2-3 lần. Tụi lao cho nội, chụp xịn lắm. Người chụp 8, 5 tấm ở trên lầu rồi gia đình em trong sạch. Kể như không ai có bị bệnh gì hết trơn, ngon lắm. Em dẫn anh hai tới đó, chỗ đó giờ ngon lắm. Thôi nổi được. Tiếng. Nhưng mà tao hỏi nè. Gì? Cái bệnh viện này có chắc không? Chắc. Cái này á là tôi nói chắc hoài là nó nghe nó là chắc. Singapore và Nhật Bản. Cái gì? Chắc chứ sao không chắc. Ai đó vậy? Đấy là một cái bệnh viện rất là chu đáo, an toàn. Vì vừa rồi tôi có qua đấy, tôi kiểm tra ung thư vú rất là tốt. Chào chị. Ừ. Chào chị. Dạ. Xin lỗi chị, có phải là chị Phượng không? Dạ em là Phượng đó chị. Ồ, chị Phượng đấy à. Dạ. À, hôm qua tôi có nói chuyện với chị đấy, chị có nhớ không? Dạ có. Chị là xin giới thiệu với chị. Dạ. Tôi là Bạch Tuyết. À, Bạch Tuyết. Bảy chú lùng đâu?